Rồi, xin chào mọi người. Đây là bà chị của mình, chuẩn bị leo cây mít. Trời ơi, quá siêu. Chị Giang cứ mẹ không sao đâu. Ôi ơi, quá là siêu. Coi chừng rách cái kính nha chị. Chỉnh lại cái kiến nè. Cái kiến trên cái nón kìa. Hy sinh vì nghệ thuật. Cứ hái đi chị, không sao đâu. Hái đi. Hái miếng đi cả nhà. Rồi, về nó già rồi, về vú rồi nó chín à. Có chừng rớt ý kiến đó nha chị. Jackson ơi. Jackson cầm cái kính cho mẹ kìa. Nó nói tiếng Việt cháu nó không hiểu. Chạy mũ à. Mấy cái này đừng cho nó vô con người mà. Dạ, nó dính. Được cái đó lấy vô đó thôi. Lấy